alo bà xã. Ban nhạc anh là không có chấp nhận cho anh quen chị Loan. Bây giờ cho anh một cái sự chọn lựa. Một là ban nhạc, hai là chị Loan. Mày không có sợ cái gì hết. Mày có quyền chọn lựa của mày. Mày yêu ai kệ. Tụi nó muốn chơi thì chơi tiếp, còn không thì thôi dẹp. Anh nhớ rõ từng câu ông nói luôn. Chị ốm, chị xinh, chị hát nhạc, chị hát tiếng Pháp hay lắm. Ví dụ mà lần đầu tiên gặp, trời ơi, cô này đẹp, xô xinh quá, là anh này đẹp, hay là anh này giỏi quá, không có. Dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nơi yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Chào mừng quý vị cùng quay lại với lại Chí Tài Lên Mây Talk Show, một dự án của Mây Lang Thang với tập 2, Phút Đầu Gặp Em, Tinh Tú Quay Cuồng. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm. Và mặt trời của miếng nhiệt đới trên vai em buông trần, cho anh mơ mộng, anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng, giữ bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên phố, em thân thơ ngẩn ngơ như người ngủ mơ. Chỉ một lần gặp anh trong mắt đã cho em quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng. Chắc quý vị cũng đang thắc mắc là tại sao tập 2 này có một cái tên vô cùng lạ và vô cùng độc đáo như vậy. Phút Đầu Gặp Em, Tinh Tú Quay Cuồng. Thưa quý vị, tập 2 này chúng ta sẽ dành thời lượng cho một chuyện tình rất là đặc biệt, rất là dễ thương của nghệ sĩ Chí Tài cùng với người bạn đời của mình, đó là nữ nghệ sĩ Phương Loan. Một chuyện tình đã hơn 44 năm nên nghĩa vợ chồng. Và không có gì tuyệt vời hơn chúng ta đang ngồi trong một bối cảnh Đà Lạt, thành phố của tình yêu, để cùng nói về chuyện tình này. Xin chào anh Chí Tài. Chào Việt, và xin trân trọng kính chào quý vị của Mây Lang Thang trong chương trình Chí Tài Lên Mây. Quý vị ơi, hôm nay trong một buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp như thế này, trời mờ sương, mây đang kéo lên ở phía xa thung lũng, thì chúng ta lại nói về một chuyện tình. Và chuyện tình này thì không biết là với cái thời lượng chương trình như vậy có đủ để chúng ta tâm sự hay không. Bởi vì hơn 44 năm cưới nhau và dài hơn nữa thời gian yêu nhau, thì em nghĩ có rất nhiều chuyện buồn vui của hai anh chị. Thật sự thì anh cũng đáng khi mà biết được mình sẽ thu hình cái chương trình tâm sự về cái cuộc đời hôn nhân tình yêu của anh đó. Dạ. Anh cũng ráng gối ghém dữ lắm rồi. Dạ. Thôi giờ mình nói tới đâu rồi hay tới đó đi. Dạ. Nếu mà em thấy dư thì em có thể cắt. Dạ. Em nghĩ là quý khán giả rất rất là muốn nghe câu chuyện tình đẹp như thơ này. Hơn gần 50 năm rồi nhưng vẫn như ngày đầu. Thì cho em hỏi là cái thời điểm ban đầu á, hai anh chị gặp nhau là cơ duyên như thế nào? Đó là một ngày cuối tuần. Dạ. Anh còn nhớ là cuối tuần luôn. Anh nhớ cuối tuần chứ. Wow. Tại vì cuối tuần thì người ta mới tổ chức đám cưới nhiều. Hồi đó thì vẫn tổ chức hàng ngày thường, nhưng mà cuối tuần ta hay làm. Thì bữa đó thì anh được cái cậu ca sĩ trong quận Phú Nhuận, cái chỗ mà anh đang sinh hoạt đó, thì mời đi đánh đám cưới. Thì ngày hôm đó là ngày anh gặp chị Loan. Thì cũng tâm sự thật quý vị là lúc đó là Tài cũng có bạn gái rồi. Wow. Và xã Tài cũng đang có bạn trai. Và hôm đó là hai người cùng đi với bạn trai bạn gái của mình luôn? Không, đi riêng mới Tài mới có chuyện. Dạ. Nhưng mà đi chung thì nó không có chuyện xảy ra. Lúc đó là anh đang bao nhiêu tuổi? Anh nghĩ chắc tầm khoảng 22 tuổi thì phải. Dạ. Khoảng 22 tuổi. Dạ. Còn chị Loan? 21. Dạ. Chị Loan nhỏ hơn anh tuổi. Dạ. Đang là tuổi đẹp nhất. Tuổi đẹp nhất. Dạ. Tuổi mà là chưa biết gì đấy. Dạ. Là biết chút chút rồi chứ phải lòng. Không biết thì nó vô lý. Dạ. Thì ngồi trên một cái chiếc xe
gắn máy xe ba bánh là chạy bằng máy á. À dạ. Đó thì xích lô máy. Xích lô máy. Xích lô máy. Dạ, dạ. Anh nhớ rồi. Tên mà lý do tại sao hai người đi chung với nhau? Là tại vì cái cậu mà mời anh đi đàn là mời chị Loan hát. À. Hai người không có liên quan với nhau. À rồi. Lần đầu tiên thì anh lên thì cái cậu đó có hy sinh ngồi đằng sau ông tài xế. À rồi. Cái cậu mà mời mình đi á là cậu đó là ca sĩ Công Sơn. Tên là Công Sơn. Dạ. Anh cũng không có quên ơn cậu đâu nha. Dạ. Cái cậu cậu dạ. đó đâu. Thì nhờ cậu mà mới gặp chị Loan. Trịnh Công Sơn. Không, đúng rồi, không có chữ Trịnh. Dạ. Ông là họ gì không biết mà chứ ông là Kim Ri Hát đấy là người dạ. danh là Công Sơn. Dạ. Dạ. Vậy là cái công của ông cũng như núi luôn rồi đó. Thì đó. Có duyên có cái có cái duyên đưa anh với lại chị Loan lại với nhau. Bây giờ em nói em mới thấy. Thấy ghê không? Công Sơn. Có nhiều cái mình không nghĩ ra, mình không tin mà dạ. công có công lớn. Dạ. Thì ổ ngồi làm sao? Anh ngồi đằng trước với lại chị Loan với là em ruột của chị Loan. À đi theo chơi thôi chứ mà anh không hát. Để ý em chị Loan không tại vì anh nói thật với em rồi chứ thưa quý vị là Tài cũng xin nói thật là Tài là từ hồi bắt đầu mà biết yêu đó là Tài đã có cái quan niệm là chỉ quen một người thôi một duy nhất thành ra khi Tài gặp chị Loan anh... Ủa sao kỳ anh lúc đó anh đang quen người khác mà thì anh quen người khác đó dạ ta kể từ từ nè dạ thấy không tại sao nó xảy ra dạ cơ duyên thì lúc đó là đã có người yêu rồi rồi à, anh có người yêu rồi. Thì anh lên gặp chị Loan thì anh cũng xã giao nói chuyện bình thường. Dạ. Nhưng mà không ngờ trên cái chuyến đi từ ở nhà anh mà đi lên tới Gò Vấp, nhà anh Phú Nhuận, đi cái xích lô máy đó mà nó xảy ra nhiều chuyện. Dạ. Là tại vì chắc có lẽ anh nói chuyện vui. Dạ. À, chị Loan cái ngồi xe cho cười biết rồi. Dạ. Còn cái giọng cười chị Loan rất là ngộ. Dạ. Nó giống như con gà tây vậy đó. Dạ, chắc cô không nghe ngửi cái giọng cười của anh. Ghê hơn à. Anh cười là dạ. cười đúng mấy cái vai mà gian thần rất là dê thôi. Dạ. Nhưng mà cái giọng cười rất là ngộ. Người cười mới cảm thấy ủa sao cái cô này có cười cái giọng cười ngộ vậy ta. Thì bắt đầu để ý cái giọng cười thôi trước. Dạ. Rồi anh cũng không để ý gì đâu. Rồi sau đó lên mình hát đám cưới bình thường anh đàn anh hát rồi chỉ cũng lên hát tăng cường thôi. Dạ. Đó. Rồi xong rồi phía sau anh thấy làm lạ là sao chỉ hát trước khi mà chỉ ngồi chỉ lên tới tới nơi á thì chỉ nói là chị hát xong chứ phải đi về. Ừ. Tại vì ca sĩ hát tăng cường thì đâu có dạ. còn ở lại cái cuối buổi làm gì hát xong rồi đi sao thế hơi chỉ lại ngồi ở lại thế hơi ngộ ngộ dạ. thì lúc đi về đó thì cái người em vợ em của chị mới nói là anh ơi bữa nay á là chị có hẹn với bạn trai đi cô cine dạ mà bà vui quá bà quên luôn cancel luôn cho hôm kia leo cây ông là bà đi hát bà vui quá bà quên vui quá có quên luôn thì đó là anh mới để ý nhưng mà lúc đó anh cũng chưa có xảy ra cái chuyện mà tình cảm đâu anh vẫn có bạn dạ thì sau này thì khoảng một thời gian một năm sau thì nó có nhiều cái dạ. chuyện phong ba bão tố xảy ra nữa chiều nay ra khơi không thấy mắt em như buồn đời anh là gió sương anh đi khắp muôn phương chờ một người đi xa áo trắng bay trong nắng tà nhìn theo lệ ướt nhòa khóc một người đi xa ban nhạc anh là không có chấp nhận cho anh quen chị Loan. Ủa tại sao vậy anh? Bây giờ nhắc lại cũng nói luôn ban nhạc anh là xưa ngộ lắm có cái ông đánh bass với ông đánh keyboard mấy ông nói là bây giờ cho anh một cái sự chọn lựa một là ban nhạc hai là chị Loan nếu chọn thương chị Loan thì hai người đó nghỉ ban nhạc áp cái này đó. Cái này giống tịch tà kiếm phổ trong kiếm hiệp y chang tức là giờ mà đi đang luyện cái gì là không được yêu đương anh chí Tài cũng xin lỗi hai người bạn của Tài nhé tại vì á là mình nói ra bây giờ cái chuyện nó đã qua rồi nhưng mà bây giờ mình chỉ hồi ức nhớ lại thì mình cũng tính gửi hai người đó giờ vẫn còn đang sống dạ. đang khỏe mạnh dạ. và một người hết chơi nhạc hồi nãy anh nói đó một dạ, người dạ, hết dạ. chơi nhạc rồi một người vẫn còn chơi dạ. thì đây mình Tài chỉ kể lại cho nghe cho quý vị vui thôi chứ không có ác ý không có dạ. trách hai bạn đâu nha hai bạn đó tên là Hiệp với Thệ Thanh dạ. Hiệp là đánh bass Thanh là đánh keyboard dạ. Thì không biết hai người đó có hợp kính không? Hay là hai người đó đang để ý chị Loan? Em hay lắm. Em hay đó.
Lúc đó anh không nghĩ ra chuyện đó. Dạ. Mà sau này anh mới biết được. Dạ. Thì ra là cái cậu đánh bát, cậu cũng để ý chị Loan. À, dạ. Thành ra là cậu mới lập mưu hay sao? Dạ. Anh dùng tạm, mình xin lỗi nha Hiệp, dùng cái chữ lập mưu ghê quá. Có thể là không thích cho anh quen gì đó. Dạ. Rồi cứ dựa cho là anh có bạn gái rồi thì phải chung chung thủy. Dạ. Không nên làm chuyện đó. Dạ. Thì hồi nhỏ anh ngây thơ lắm. Người ta nói sao anh nghe vậy chứ người ta, mình đâu có biết là bây giờ ở trên đời cái chuyện tình cảm không ai nói trước được. Thế mà cái duyên mình đã dứt với người đó rồi thì mình có thể với người khác không sao. Dạ. Mà lúc đó cái thời gian đó thì anh nghĩ là cái đó là một cái tội lỗi rất lớn. Dạ. Thành ra anh đang anh tự nghĩ lượng. Là giống như ngoại tình vậy đúng không? Đúng. Ừ. Em nói đúng. Dạ. Giống như là mình làm cái chuyện không đúng. Thành ra anh sợ lắm. Dạ. Anh bị cứ do dự giữa cái sự nghiệp và cái tình yêu. Dạ. Cá nhân. Anh bị cắn. Cuối cùng anh chọn cuối cùng nhờ một người bạn cũng trong ban nhạc, người đó thổi kèn tên là Phước. Dạ. Mà rất tiếc là Phước bây giờ đã không còn nữa, tại vì đi trên đường đi gọi là định cư đó. Dạ. Thì gặp chuyện không có vui. Dạ. Chuyện buồn. Dạ. Nó không còn nữa thì cậu đó cậu mới nói với anh một câu mà anh nhớ tới bây giờ. Ủa, trong một cái chuyến lưu diễn ở Vũng Tàu đi về ngồi làm sao thì ổng thấy anh buồn. Ổng nói là tại sao mày buồn? Nói là bây giờ ban nhạc, anh mới nói là ban nhạc bây giờ nó bắt tao lựa chọn. Dạ. Ổng nói mày không có sợ cái gì hết. Mày có quyền chọn lựa của mày. Mày yêu ai kệ. Dạ. Tụi nó muốn chơi thì chơi tiếp, còn không thì thôi dẹp. Dạ. Nhớ rõ từng câu ổng nói luôn. Dạ. Nào. Anh giống như là người mới ngủ qua một cái trải qua một cơn ác mộng. Anh sảng khoái, anh tự nhiên người trở nên thần thái. Dạ. Anh về đó anh quyết định liền. Anh gặp nó nói là anh tỉnh bơ luôn, anh quen. Dạ. Và lúc đó anh quen chị Loan chưa hay là mới quyết định tấn công chị Loan? À, lúc đó thì cũng chưa có nói gì, yêu đương gì hết, chỉ biết là có cảm tình vậy thôi. Dạ. Nhưng mà bị kích động lắm. Dạ. Động lắm. Như vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của anh với chị Loan là ngoài cái giọng cười thì còn cái gì ngoài cái giọng cười của chị? Chị Loan tính rất là vui. Dạ. Chị vui vẻ. Dạ. Chị vui vẻ và chị ốm, chị xinh. À, chị dạ. Hát nhạc, chị hát tiếng Pháp hay lắm. Dạ. Chị hát có bài búp bê không tình yêu mà anh rất là thích. Dạ. À, thành ra là nhưng mà có phải là với lại anh cũng xin nói với em là sở dĩ mà anh gọi là có cái hướng mà hướng qua chị Loan đó là tại vì cái người bạn gái cũ của anh là gia đình khó lắm, à, gia đình đạo dòng mà, dạ. Đạo Thiên Chúa, dạ. Thật ra không chấp nhận. Nhưng mà theo em biết thì chị Loan cũng theo đạo Thiên Chúa. Lúc đó chưa. À lúc đó chưa, dạ. Cái người bạn gái cũ anh thì là Thiên Chúa, dạ. Nhưng mà gia đình rất khó, dạ. Nó là sướng ca vô loài, ừ. Sướng ca vô loài, thật ra dạ. Là chắc không chấp nhận ha. Dạ. Dạ, đã làm nhiều lần làm có những cái chuyện mà ghê gớm, à. Mà anh tạm giấu. Đó. Dạ. Làm cho mình cảm thấy mình tủi á, à, dạ. Chứ không phải là mình sợ đâu, dạ. Anh không có sợ, dạ. Tủi thân mà anh cảm thấy là cái chuyện nó quá mức chịu đựng của mình rồi, dạ. Anh xin phép chia tay. Dạ, dạ. Em nghĩ cái gì nó cũng có cái số cái duyên của nó. Đúng rồi. Giống như anh Phước cũng vậy đúng không? Anh Phước là chữ Phước đó cũng là cái phần Phước dành cho anh. Anh hay. Sơn là có không với anh mà bây giờ anh Phước cũng có Phước với anh. Đúng rồi. Nói chung là anh gặp những người tốt. Dạ. Để mà xây duyên anh với lại chị Loan. Nhiều đêm cười vui nơi bao nhiêu người mà còn chẳng chưa cầm tay muốn nói. Hãy xích tay nơi nào để em cho anh thấy rằng làm sao tim em có quên anh đâu. Cầm máy lên, xin gọi tới em. Anh đừng đắn đo em đang trông ngóng từng giây. Chờ tiếng anh khi trời tối đen và có khi em luôn trông ngóng ngày đêm. Cầm máy lên, xin gọi tới em chờ tiếng anh, em đang mong nói với anh. Thầm nhắc anh, đừng có quên rằng có em nơi đây đang luôn mong chờ. Trong cái phút đầu gặp em đó, nó có thật sự là tinh tú quay cuồng không? Nó có phải là tiếng sét ái tình không? Hay là nó mưa dầm thấm lâu?
hay nó giống như cái ly khúc mưa vậy đó, nó phải mấy bài, anh nghĩ là mấy bài mưa thì nó mới thấm. Mưa dầm thấm lâu đúng hơn. À, dạ. Vì tinh tú không có quay cuồng lắm. Tại vì trước đó là mình đã có người khác rồi. À, còn chỉ có người khác mà đâu có gì. Ví dụ mà lần đầu tiên gặp, trời ơi, cô này đẹp, xinh xinh quá, là, anh này đẹp, hay là anh này giỏi quá, không có. Dạ. Nói chung là cái gì nó cũng mưa dầm thấm lâu, thấy chị ấy dễ thương, hát tiếng Pháp hay, nụ cười rất là thân thiện. Thì từ mưa dầm thấm lâu đúng không anh? Đúng rồi, mưa dầm thấm lâu. Vậy thì bao nhiêu lâu quen, bao nhiêu lâu thì anh chị mới tới nghĩ tới chuyện là phải cưới nhau? À, anh quen cho tới năm 1980, cuối năm 80 thì chị đi định cư với gia đình. Yeah. Đi ra nước ngoài trước anh một năm. Yeah. Thì sau đó một năm anh đó anh qua tới nước ngoài luôn. Yeah. Thì cũng chưa gặp. Vẫn chưa gặp. Chưa gặp. Nhưng mà lúc đó còn quen nhau không anh? Trời ơi, tình cảm mà. Nó dùng cái chữ là hãy xa mặt thì cách lòng. Thật sự là lúc đó là cũng không có liên lạc thường. Thì nghe nói đâu thì cổ cũng có bạn trai. À dạ. Yeah. Xa nhau bao lâu ạ? À, lúc đó là quen nhau hơn năm. Xong rồi cổ đi định cư. Cổ định cư qua đó hơn năm thì qua năm sau anh qua nhưng mà cũng không gặp. Dạ. Một năm sau nữa mới gặp, đó là 2 năm. Dạ. Cũng như 2 năm đó. Nhưng mà lúc cổ đi định cư mình có nói lời chia tay không anh? Trời ơi, trước khi cái ngày chỉ đi lại xảy ra cái chuyện giận hờn. Tùm lum hết. Dạ. Cái số mà mình tưởng là thôi rồi đó. Dạ, dạ. Thôi là nghĩa là dứt luôn rồi đó. Tại vì anh biết mà, người đi quá nửa trái đất là mà không biết là khi nào sẽ gặp lại, không có cơ hội đâu, dạ. Không nghĩ tới đâu. Đó, thì đó là sau đó thì anh biết là có lẽ là cổ chị Loan chỉ xem những cái flyer hay là những cái poster mà anh diễn ở bên Mỹ á, dạ. Tại vì chỉ là ở tiểu bang Hawaii còn anh là California, à, anh chỉ coi là không biết là sao khi chỉ nói cái người chỉ đang làm con người đó. Tổ chức show, yeah. Để gặp lại. À, đấy. Là chỉ là người chủ động. Hay, à, chỉ là người chủ động. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Anh học không. Lúc năm 80 chị qua chỉ ở định cư ở Hawaii là làm gì? Hawaii thì thật sự là lúc đó chỉ đi, vừa đi học vừa đi làm. Yeah. Thì chỉ làm như mọi đại đa số là đi làm trong những cái nhà hàng. Dạ. Cực lắm. Dạ. Cực lắm, biết phục vụ mà. Nhưng mà vẫn có đi hát hay là không, sao mà không gặp? Đi hát. Hay bỏ mà sao hát, sao bỏ gặp anh? Tại bỏ sao mà tổ chức show mà gặp bỏ anh? Bỏ hát luôn. Dạ. Thì cổ cố tình, sao này biết là cổ cố tình là thuyết phục cái ông đó, yeah. À, làm cái show, yeah. Để mời ban nhạc anh qua, yeah. Để gặp lại, yeah. Thì lúc này mới đúng là cú đâu gặp em không đúng cái cuồng, tại vì 2 năm rồi, yeah. Gặp lại vui đó, anh đâu có người yêu đâu, à. Anh cô đơn mà, yeah, yeah. Còn chỉ là có nhưng mà chỉ cổ chia tay luôn rồi, à. Nói chung là cọc đi tìm trâu đó. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay lại với những câu chuyện tình rất dễ thương của anh Chí Tài và chị Phương Loan trong Chí Tài Lên Mây Talk Show. Đừng đi đâu nhé, chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi. À, thưa anh Chí Tài, em nghĩ rằng trong 50 năm qua khi mà quen với chị Phương Loan thì cũng sẽ có rất là nhiều những tin đồn thất thiệt, những câu chuyện xoay quanh chuyện gia đình của anh và chị Loan. Thì anh và chị đã làm sao để vượt qua tất cả những cái sóng gió đó? Khi anh có câu châm ngôn là phước tỉnh ăn lên. Dạ. Tại vì anh biết là có những cái tin đồn rất là ác nghiệt. Mà tin đồn đó không, một trong những cái tin đồn mà anh không có thật hài lòng lắm là những cái tin đồn nó từ trong những cái bà con. Người ta ngồi tới dựng chuyện mà không thể tưởng tượng được. Có thể nói là tự nhiên là nói là anh về Việt Nam là anh có vợ rồi đẻ ra 2-3 đứa con. Không hiểu cái khi chính thức của anh là không có đứa nào mà, dạ. đi lấy một người khác có 2 đứa con thì cái chuyện nó hoàn toàn không thể có được, impossible, dạ. Là mà anh đau đớn nhất là cái người đó là cái bà con bên chị Loan, dạ. Thì làm sao để mà giấu anh tên với lại cái vai vế, dạ. Nhưng mà không hiểu là cái người đó người ta có bị một cái gì xảy ra với người ta hay không mà tại sao có thể ngồi nghĩ ra chuyện đó. Nó là anh đi về Mỹ thì chị Loan xách hai cái vali để đằng trước cửa và không cho anh vô nhà, nói đuổi đi luôn, là câu chuyện không có thật, dựng tới chuyện vậy luôn mà cả anh chị Loan ngơ ngác. Là anh phản ứng như thế nào với những tin đồn? Anh kiểm chứng lại thì anh biết, anh tìm được người nào nói cái chuyện đó. Thì anh tìm, khi mà anh biết người đó thì anh thôi
bắt đầu anh giận, giận mà cũng không có gọi người đó nói chuyện. Yeah. Em nghĩ là thôi, chắc cái đó là cái bản tánh người ta là thích ngồi theo dệt như vậy, chắc có lẽ là rảnh rỗi quá, hiểu không? Yeah. Anh có yêu cầu họ phải đính chính lại không? Anh không cần, tại vì đó là người bà con mà. Dạ. Đính chính làm gì? Dạ. Yeah. Người ta chỉ nói thôi chứ ta không đưa lên mạng. Dạ. Yeah. Khi nói miệng nó là công nghệ chưa có lên đưa Facebook. Dạ. Yeah. Nếu mà đưa Facebook thì anh phải làm giống ông Chánh Thành vậy đó. Dạ. Yeah. Phải làm cho ra chuyện đàng hoàng, chứ không có giỡn. Dạ. Không có giỡn. Dạ. Yeah. Lúc đó là chỉ nói miệng thôi. Dạ. Yeah. Em có một câu hỏi hơi tế nhị, không biết là anh Tài có chấp nhận trả lời hay không. Em cũng biết là anh và chị Loan thì không có con. Không có con thì trong hơn 50 năm mà anh với chị Loan sống với nhau như vậy thì cái chuyện không có con đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chuyện tình cảm vợ chồng? Nếu những gia đình khác thì anh nghĩ là sẽ rất ảnh hưởng. Nhưng riêng gia đình anh thì đúng là anh nói là nó có duyên mà. Anh thì lấy chị Loan thì hai người đều có một cái chung một cái ý nghĩ là không thích con. Dạ. Yeah. Tại vì do là có lẽ là anh thì cũng chia sẻ trên mạng nhiều rồi thì anh không nói, nhưng mà chị Loan với anh là khi mà đặt chân qua nước ngoài, nước Mỹ đó, thì chị có con đó, nó rất là ảnh hưởng tới cái vấn đề kinh tế. Và lúc đó là hai chồng anh qua có hai bàn tay trắng. Yeah. Thẳng là hai bàn tay trắng. Yeah. Trong nhà băng chỉ có 300 đô la. Em nghĩ sống 300 đô la sao sống 300 đô la mà cái thời đó là anh mới rước chị Loan từ ở Hawaii qua là 1984, anh nhớ rất rõ. Thì anh cũng xin mượn cái chương trình này để cảm ơn anh Đức Huy, tại vì không có Đức Huy thì anh không có đưa nàng về Vinh được. Yeah. Anh Đức Huy là cái người đại diện cho gia đình anh để đứng ra tới để làm lễ hỏi để cho đúng thủ tục. Dạ. Dạ. Anh mới rước nàng. Lúc đó anh không có bà con nào ở Mỹ. À, có ba má. Dạ. Nhưng mà ba má thì không qua được, hình như là cũng không có mặn lắm với vấn đề mình đi cưới vợ. À dạ. Ra là anh nhờ Đức Huy. Dạ. Ừ. Anh Đức Huy lại là một cái quế nhân nữa của anh trong chuyện tình của anh và chị Loan. Nhưng mà Đức có Đức. À rất có Đức. Dạ. Huy là Huy Hoàng. Dạ. Nhờ Đức mà bây giờ có đạo đức mà bây giờ có Huy Hoàng. Dạ. Đức Huy. Dạ. Nói chung thì em nghĩ rằng trong chuyện tình này có rất là nhiều người ủng hộ, cũng có những người khá đám. Giống như hồi nãy anh cũng chia sẻ một số những cái tin đồn xung quanh giữa chuyện của anh và chị Loan. Đúng. Như vậy thì trong cái thời gian mà anh về Việt Nam như vậy thì nó có khó khăn gì không trong chuyện tình cảm giữa hai người? Rất khó khăn lúc đầu. Dạ. Chị Loan đâu cho đi. À. Đi là đa số là những bạn Việt kiều anh về đây là gia đình xào xáo đi. Dạ. Đúng không? Một là chia tay, hai là xào xáo. Gia đình không vui, chị Loan không cho đi. Chị Loan cũng giống như những phụ nữ khác ở nước ngoài. Dạ. Là cứ về là cứ sợ ông chồng người yêu mình, bà người yêu mình có người khác. Dạ. Thì anh rất là anh cũng nằm trong những cái trường hợp đó thôi. Nhưng mà cuối cùng anh cũng phải nói mỗi ngày anh giải thích. Dạ. Như thế này. Thì anh cũng may mắn là anh cũng cảm ơn bé Heo là một người rất là thương chồng. Bé Heo hả anh? Nickname của gì vậy? Chị nhà kêu bé Heo. Dạ. Còn chị Loan gọi anh là gì? Bé Tài. Không, bé Tài thì, nếu mà gọi bé Tài thì đâu có gì đâu. Gọi là bé Ngu. Bé Ngu. Bé Ngu là tại vì chị nói là tại vì em nói gì anh cũng nghe hết. Vậy là bé ngoan chứ. Đúng rồi, bé ngoan. Bé ngoan. Bé Ngu. Bé ngoan. Bé Ngu. Dạ, dạ. Nói chung là phải thật sự hiểu nhau. Thì khi anh dành thời gian rất là nhiều ở Việt Nam, cống hiến cho khán giả Việt Nam, thì chị Loan là người thật sự hiểu thì mới chấp nhận được điều đó. Thật ra anh cũng may mắn em. Thật ra chị Loan chỉ nói một câu này mà tới giờ này anh mới lại nghĩ tới cái câu đó rất là xúc động. Và chứ nói là bé Heo nghĩ là anh bây giờ chỉ là có nghệ thuật là cái niềm vui của anh thôi. Thì giờ bé Heo chịu. Chịu cho anh rồi. Thật ra bé Heo rất lo. Dạ. Yeah. Vì về Việt Nam là người ta hay nói là về cạm bẫy. Dạ. Thì tình cảm thôi. Dạ. Thì cho em hỏi là từ lúc mà dịch tới giờ á, là anh về Việt Nam là cách xa chị bao lâu rồi? Nếu tính bây giờ cái ngày anh nói chuyện với em đây thì anh về đây là 20 tháng 3 đó. Dạ. Thì bữa nay là 26 đúng không? Dạ, 26 tháng 7. 27. Dạ. Biết rồi đó thì cũng là 4 tháng. 4 tháng. Wow, 4 tháng. Thưa quý vị, anh Tài đã về Việt Nam hơn 4 tháng rồi, cách xa chị Loan hơn 4 tháng rồi. Đây có phải khoảng thời gian lâu nhất chưa anh?
Anh nghĩ đây là lâu nhất từ gần 20 năm nay sau khi mà anh về Việt Nam anh làm việc. Dạ. Tại vì thường những cái thời gian trước là anh đi nhiều nhất là tháng rưỡi là phải về. Dạ. Tháng rưỡi anh tìm cách kiếm show và anh về thăm chị. Dạ. Vậy thì chúng làm sao để anh với chị Loan giữ liên lạc thường xuyên với nhau? Em đừng lo. Tại vì một ngày là anh phải gọi chị một cái buổi sáng bên Việt Nam và cái buổi tối bên Việt Nam. Gọi là báo cáo à? Giống như là mình tường thuộc đá banh vậy đó. Đúng giờ phải phải dạ. Đi. Hôm nay làm cái gì, ăn cái gì này kia. Có show không? Đúng rồi đó. Dạ. Nhưng mà đôi khi chỉ gọi đột xuất về nữa. Kiểm tra. Khi 2-3 giờ sáng. Kiểm tra. Mà... và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái điều đặc biệt, đó là anh Tài sẽ FaceTime cùng với chị Loan, tâm sự cùng với chị Loan để xem coi là đã qua hơn 4 tháng xa nhau rồi thì chị Loan có như thế nào, có khỏe hay không, và chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ cùng với chị Loan. Quý vị sẽ cùng cùng theo chân Việt và anh Tài ra ngoài phía ngoài để cùng FaceTime với chị Loan nhé, và chúng ta sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Hello chị Loan. Chào chị, em là Việt, phụ trách chương trình talk show Chí Tài Lên Mây. Hôm nay rất là vui được gặp chị. Wow. Hello. Nhìn chị rất là xinh luôn. Nhìn chị giống như là gái 18 tuổi vậy đó. 16 office 26. Ở sau có một cái anh 26 tuổi muốn làm quen với chị. Hello bà xã. Trời ơi, hôm nay hai người rất là vừa trẻ trung mà lại vừa xinh đẹp nữa. Hai người mặc cái đồ rất là hợp với nhau, cùng màu luôn. Có màu giống nhau, có màu giống nhau. Ủa em đi đâu về mà make up đẹp vậy? Em mới đi nhuộm tóc, cắt tóc. À, nhuộm cắt tóc rồi về có make up luôn đó phải không? Dạ, trước khi ra đường phải make up chứ. Dạ. À, đẹp quá. Chị Loan vẫn đẹp như thỏ nào, giống như thời em coi chị cái liên khúc mà mưa vậy đó. Như đẹp hơn. Vậy càng ngày càng đẹp. Nó nguy hiểm lắm á. Có anh có vẻ càng ngày cũng đẹp anh. Cũng đẹp nhưng mà nhiều da kéo hơi không, nhiều. Không, anh có nghe em tính nói là càng ngày càng không đẹp đúng không? Không, đẹp. Thật ra em tính đẹp mà đẹp lão. Em đuốt chữ không. Đẹp mà đẹp lão. Không, anh Tài thì lúc nào cũng trẻ trung đó chị ơi. Lúc nào cũng tươi vui hết mà không hiểu do sai chị hay sao. Lúc nào cũng tươi vui. Lại em hỏi là... Nữ thương thì chồng phải đẹp chứ. Dạ. Cho em hỏi là anh chị xa nhau được bao lâu rồi ạ? 5 tháng rồi, tại anh đi từ hồi cuối tháng 3, bây giờ là cuối tháng 8, 5 tháng rồi. Dạ, 5 tháng, wow. Mà có vẻ là còn sẽ lâu nữa đây. Đúng rồi. Không biết cái tình hình dịch như thế nào. Bây giờ chừng nào mà tìm ra vaccine thì bắt đầu cái thời gian nó rút ngắn lại. Dạ. Cho em hỏi xíu là ở bên đó tình hình dịch sao rồi chị hả? Ở này thì mọi người vẫn phải là ra đường là phải wear mask với lại... phải giữ khoảng cách đã xa ra, nhưng mà tốt nhất là nếu mà không phải đi đâu thì cứ ở nhà như má heo á, ở nhà hết. Dạ, ở nhà mình giữ gìn sức khỏe. Thật ra anh Tài á, quý vị cũng có một cái chương trình là bé khỏe bé ngoan. Đúng tức rồi. Là anh Tài ở nhà tập thể dục mỗi ngày và hướng dẫn cho mọi người tập thế nào là đúng cách. Một chương trình rất là hay và ý nghĩa. Thì hôm nay rất là cảm ơn chị đã đến với lại talk show Chí Tài Lên Mây. Thì sẽ có một vài những cái câu hỏi dành cho chị để xem coi là hai vợ chồng ở với nhau rất là lâu rồi thì liệu có hiểu nhau nhiều như không? Trời, cái này là hơi nguy hiểm đó nha. Nói về có nhiều cặp vợ chồng nha, ở rất lâu. Nhưng mà mỗi cái cá tính là sở thích không có hiểu rõ nhau lắm. Dạ, mà một cái nữa là anh Tài là nghệ sĩ thường đúng xuyên rồi. Phải đi diễn rất là nhiều. Bay đi bay lại rất là nhiều. Thì làm sao để mà anh với chị có thể mà thường xuyên kết nối với nhau? Tức là mỗi ngày đều gọi cho nhau hay sao? Đúng rồi, đúng không em? Sáng là trước khi bé heo đi làm là chụp hình, xong rồi gửi ảnh, xong rồi gọi phone trên đường lái xe đến sở làm là gọi phone. Chiều về là ảnh thức dậy, ảnh gọi phone lại. Trước bé heo đi ngủ, lại gọi phone. Wow, một ngày là 4 lần. Giống như vợ chồng son vậy anh hả? Không, nhiều hơn. Nhiều khi nửa đêm hay là sáng thức dậy đó, thấy cái missed call. Dạ. Là cái cuộc gọi nhỡ á, chứ không phải là cuộc gọi nhỡ. Là phải gọi lại luôn. Là không, lúc đó khuya quá. Dạ, dạ. Với lại chị Loan cái đi làm. Đúng rồi, đi làm thì không được nói chuyện điện thoại. À, dạ. Anh đi đâu ăn là anh cũng gửi
cho coi hết. Trời ơi. Ghê lắm. Giống như vợ chồng son bao nhiêu năm nay vẫn giữ thói quen rất là tốt. Đúng. Là liên hệ với nhau. Đây có phải là lần xa nhau lâu nhất kia chị? Đúng rồi, lần này là lâu nhất rồi đó. Trời ơi. Thường thường tháng mấy về? Tháng mấy đi về lại mình? À, chị hay là anh? Anh đi về, đi à, về. Chị có nhớ không? Chị nghĩ là thường mà anh Tài là bao giờ sẽ về Mỹ lại? Không, thường thường là lâu nhất là một tháng hay hai tháng thôi anh ạ. À. Đúng rồi. À dạ. Về hai lần luôn á. Một tháng về hai lần. Ừ. Wow. Hai lần luôn. Vậy để coi là cái hai vợ chồng đã xa nhau hơn 5 tháng rồi thì liệu có còn nhớ những cái gì mà về nhau không ha? Bây giờ rất đơn giản thôi chị, câu đầu tiên ha, theo chị có nhớ là cái món ăn nào mà anh Tài yêu thích nhất không? Em nghĩ là anh Tài rất thích ăn đồ ăn chị nấu. Cái gì mà bé Heo nấu là anh thích nhất là cá kho tộ. Cá kho tộ đúng không anh? Cá kho tộ. Cá gì kho tộ? Cá kho tộ. Ồ. Anh đã ăn cá kho tộ. Dạ. Anh ăn là phải chẻ xương cho ảnh. Ừ. Trời ơi, anh Tài là sướng nhất trên đời rồi đó. Nhỏ đó là, còn nhỏ là mẹ dẻ. Dạ. Sau thời gian mẹ đi nước ngoài thì tới chị dẻ. À. Sau này lấy vợ thì vợ dẻ. Dạ. Vậy bây giờ 5 tháng. Rồi sau này có bạn á, bạn dẻ. Vậy bây giờ 5 tháng qua là ai dẻ cho anh? Hả? 5 tháng qua có người dẻ. À, có người dẻ vô. Người đi ăn chung đó. Trong cái nhóm bạn đó. Rồi, cá kho tộ là món anh yêu thích nhất. Đúng rồi. Rồi, ngon mà nhất phải, đó. Mà phải là do chị Loan nấu. Đúng rồi, tại vì em biết không, cái món này chỉ làm ngon nữa mà có một người bạn người ta nói là không cần ăn cá, chỉ lấy cái nước cá chan với cơm thôi cũng là ngon rồi. Trời ơi, chắc là bữa nào em tò mò, chắc là chị Loan phải thử nấu. Không, tò mò gì, nè, bữa nào gì mua vé bay cho em về nấu. Nhớ nha, mua vé máy bay về. Tức là một cái cá kho tộ là 3.000 đô đó ha. Rồi, cảm ơn. Ngon thiệt. Dạ. Cho nhiều người ăn ai cũng nó ngon mà. Thật ra là anh đi ăn hết khắp nơi về cái món này, nhưng mà thật ra người ta làm cũng ngon chứ không phải không ngon. Dạ. Nhưng mà riêng chị Loan thì có một cái gia vị rất lạ. Ừ. Không hiểu bỏ vị trọng nữa. Ngon lắm. Ừ. Chắc là có tình yêu anh, gia vị là tình yêu nêm nếm trong đó. Trái tim trong đó. Dạ đúng rồi. À, câu hỏi thứ hai thì theo chị thấy, như mọi người thấy là anh Tài là lúc nào cũng khỏe khoắn, tươi trẻ hết, tập thể dục rất là nhiều. Thì đố chị là, hoặc là theo chị biết là anh Tài là cái môn thể thao mà anh Tài yêu thích nhất? Dễ ẹ, bowling. Bowling hả anh? Lúc trước là chơi tennis, mà bây giờ là chơi bowling là thích nhất. Nghe cái bowling tôi tính nó sai rồi. Phải chữa là nó là chút trước. À. Tennis thì là tennis. Đúng rồi. Đó, bây giờ là bowling. Là chị có đi chơi bowling với anh bao giờ không? Ít lắm. Chơi thua hoài, thành ra không thèm đi chơi. Nhưng mà tí ra tại sao anh lại thích bowling nha? Bowling là tại vì cái môn đó là thứ nhất là sau khi anh bị chấn thương á. Dạ. Cái chân trái thì anh không còn đánh tennis được nữa, thì bowling là cái môn dễ chơi nhất. À. Và nó có thể chơi được bất cứ dù thời tiết nắng mưa không qua không thành vấn đề. Dạ. Là mình có thể chơi bên trong nhà. À. Dạ. Thưa quý vị, là anh Tài là bị ghét cái là tốn tiền. Môn nào cũng sẽ tốn tiền. Quý vị ơi, anh Tài là đi spa nhiều lắm, tháng nào cũng đi hết trơn á, cho nên là nhiều khi nó chọn môn thể thao ở trong nhà. Đúng rồi. Không? Cho nó đỡ ăn nắng đúng không anh? Nhiều khi đó cũng là một lý do nữa. Đúng rồi. Nhưng mà anh Tài thì theo em biết là anh Tài chơi bowling rất là giỏi nha quý vị. Nên là có dịp là mời quý vị sẽ cùng đi với anh Tài để chơi bowling. Đúng rồi. Ừ. Rồi, hai câu quá dễ rồi, bây giờ câu thứ ba thì em nghĩ nó liên quan tới trí nhớ nè, là để coi là chị nhớ được coi là cái lần đầu tiên mà anh Tài bước lên sân khấu nha, là năm bao nhiêu tuổi? Bước lên sân khấu nha. Căng à. Không nhớ nổi hả? Nhắc nhẹ thôi. Lúc đó là chưa có đi Mỹ. Còn ở Việt Nam á. Trước khi mà phút đầu gặp em, tinh tú. 78, 1978. 78 hay 77 em nghĩ, 80 là em đi rồi. Bây giờ dứt khoát đi, một là 77 hay 78. 77. Đúng. Wow. Wow, chị nhớ giỏi quá luôn. 1977, nhưng mà chị có nhớ là anh Tài lên sân khấu với một cái tiết mục gì không chị? Thôi, không biết đâu, tại vì lúc đó là lúc mà bước lên sân khấu đầu tiên á,
là đâu có quen bà xã đâu. Chưa quen, quen bà xã à, chị nhớ thôi. Hơi dạ. Khó nhà con này hơi ngang ngang. Con này ai nhưng mà chị là nhớ chị phải quýt quy không mà chị nhớ ra vậy là quá hay rồi. Ờ 1977 là quá hay. Tại vì gặp là lúc 77 79 em hả? Dạ. Gặp nhau là 79 đúng rồi. Dạ, câu này vậy là chị quá hay, chị còn nhớ được những cái cột mốc trong cuộc đời của anh Tài. Ôi, nãy giờ chúng hoài vậy kiếm câu nào khó hơn đi. Câu này để coi chị nhớ không nha, tức là chị có nhớ là cái tiểu phẩm hài đầu tiên, tiểu phẩm hài đầu tiên nha, mà anh Tài bước lên sân khấu diễn là tiểu phẩm hài nào không? Ồ, có phải, khoan, hổ kỹ nha. Cái này là em nói là bước lên sân khấu diễn tiểu phẩm hài hay là trong cái chương trình Bali Bali Nai? À, bước sân khấu trước. Rồi. Bước lên sân khấu. Vậy giờ trúng nữa rồi. Trúng nữa hả? Trời ơi, cái này tại vì sao biết trúng để coi để chị coi chị nhớ không đã. Trời ơi, tao nói rồi, hỏi chi. Bà nhớ lên tích đầu tiên. Đúng rồi, tại vì cái ngày bữa đó là lần đầu tiên ra Tấu Hài với Hoài Linh. À dạ. Mà chị Loan với lại ca sĩ Như Quỳnh là hai người đứng ở trong. Một người thì vừa bận áo vét, vừa một người đứng kế bên nhắc nhở. Không thể nào chị quên được đâu. Mà hôm đó là khán giả có cười nhiều không chị? Cười chứ, tại vì vô cái mặt ảnh là mắc cười. Là... mắc cười rồi. Dạ, tới bây giờ mà nhiều khi anh hát người ta cũng cười nữa chị. Không có cần diễn hài người ta cũng cười. Nhiều khi coi cái phóng sự này không, coi cái talk show này không mà người ta cũng cười nữa. Yeah. À, đó là cái tiểu phẩm hài đầu tiên trên sân khấu, còn cái tiểu phẩm hài đầu tiên trên Thúy Nga Body Bên Ai. Là bà là vở gì chị? Không nhớ, không biết tên, nhưng mà anh đóng với Quang Minh Hồng Đào với lại chị Trang Thanh Lan. Mà anh đóng cái bạc phù thì bà chỉ kéo cái ba ly ra chút xíu rồi anh đi vô. Đó. Phải không anh? Dài đó lớn lắm. Dài đóng xong rồi về bà Linh la đó. Nên anh nghĩ sao anh vô một cái đóng một cái vai gì mà ra không nói câu nào. Mà kéo cái ba ly ra nói mấy câu rồi đi vô. Mà đúng không anh? Đúng không? Thấy cái ánh mắt anh nhìn lên này là biết đúng hay sai rồi. Mà cái vai đó lúc mà anh kéo vali ra người ta có cười không? Cười. Nói chung là anh Tài thưa quý vị là cho dù bất cứ một hoàn cảnh nào thì chỉ cần xuất hiện trên sân khấu là người ta đã cười rồi. Kỳ lắm. Đi ra kỳ lắm. Bị đuổi vợ đuổi nó khỏi nhà mà. Vậy cho em hỏi chứ đám cưới của anh chị ở dưới ta có cười không? Cười chứ, trời đám cưới. Đám cưới là cười cũng lại khóc. Dạ ác ghê thiệt. Đúng rồi, cái MC. Dạ. Đây nè, giờ trả lời câu hỏi nè. Hồi nãy giờ mấy câu kia đúng hết. Mà riêng câu này là chắc là các em mệt rồi đó, chắc tối rồi phải không? Sai rồi. Không, em nhớ sai rồi. Cái giờ vở kịch đầu tiên anh tham gia trên Bali Bali Nai là vở Võ Tòng Sát Tẩu. Anh đóng ra tay Môn Khánh, hai cái tay rung cầm hai cái sâm đi ra nè. Đó, nhớ chưa? Đang diễn rớt cái nó. Em nhớ đúng mà. Không có đúng đâu. Ông tin kêu ông John. Còn cái vở mà kéo cái vali với Trần Thanh Lan đó là vở vở nào? Thật sự giờ cũng không nhớ tên. Tại vì cái vợ đó đóng gai nhiều quá đó. Dạ, đó dạ. Tôi không có nhớ tên là dạ, tên gì. Dạ. Em nghĩ chắc là anh Tài sẽ nhớ đúng hơn chị á. Tại vì ảnh là người mà xuất hiện trên sân khấu để đóng cái vở đó thì chắc là trí nhớ của anh Tài chắc là đúng hơn. Không phải đâu, thật ra trí nhớ anh cũng không có giỏi như em nghĩ đâu. Dạ. Em biết tại sao anh biết không? Tại vì trước khi quay cái này anh gọi về bên bên ai anh hỏi rồi. Và anh hỏi cậu có em hỏi cậu John, em biết cậu John là bất cứ cái gì, những bài hát, những kịch gì mà ông John đều nhớ nằm lòng, không có nào sai. Thật ra là thôi cái này thôi. Nãy giờ đúng rồi đó, đâu có phải sai. Không, chứ đúng 4/5 là xuất sắc lắm rồi anh. Đúng rồi, 4/5 là xuất sắc rồi. Giỏi. Có thưởng, sắp sửa gửi quà về. Bây giờ chị chỉ cần là anh gửi anh về là ok nhất. Hả? Làm sao mà anh gửi anh về mới là gửi anh về cái gì? Em cầm cái này em nói chuyện bây giờ. Em cứ giỡn hoài luôn. À, nói chung là rất cảm ơn chị Loan đã cùng đến với lại Chí Tài Lên Mây. Trong một cái khoảng thời gian xa nhau là hơn 5 tháng thôi, thì đây là cái dịp mà để hai anh chị gặp lại nhau qua điện thoại thôi. Nhưng rất là vui là chị Loan vẫn còn rất là nhớ những điều về anh Tài. Và cảm ơn chị Loan đã đồng hành với anh Tài trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của anh Tài. Và hy vọng rằng là sẽ có dịp sớm, rất là sớm thôi, là anh Tài sẽ lại được ăn cá kho tộ của chị.
Cảm ơn chị Loan rất là nhiều và chúc chị Loan nhiều sức khỏe. Trong mùa Covid này thì ai cũng cần sức khỏe cả, và chúc chị Loan là sẽ luôn tươi vui, trẻ đẹp và giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch ạ. Ok. Ok. Rồi. Bye. Bye bye. Lòng đàn giá bàn bóng ngập tràn muôn tia nắng, nghe bao gió xa vụt bay theo cánh chim nào, dừng bước nơi này chỉ còn em với ta. Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi, ơi em biết chăng những bạn hoàng đang vây kín như muôn tóc mây quyền vương đôi mắt nhung huyền, mong ước đây rồi sao ngại ngủ vương trong ta. Bao đêm cô đơn im man với niềm thương nhớ, trên môi đã xót xa nhiều mà sao nói không nên lời, đành xin đóng tròn mỗi u hoài trong tâm tư, biết thuở nào quên quên hết ưu phiền, để thôi xót xa để bàng hoàng không vây kín. Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời, mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau. Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời, mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau.